mấy bạn thấy rùa Mario phóng chảo chưa? Đang bằng bằng bằng. Trời ơi, coi chừng nha, coi chừng con rùa lửa nha. Chim ơi, miếng thịt ở đây nè, chim ơi. Ôi, miếng thịt kia, bà đã thấy miếng thịt rồi. Trời ơi, ta tìm miếng thịt 10 ngày nay rồi mà không thấy. À, trời ơi, nước lẩu nó đang sôi, nóng quá, nóng quá. À, trời ơi, à, rồi. Ui da, bỏng quá rồi, nóng quá rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Yeah, cuối cùng thì mình cũng có được bộ quần áo của đầu bếp rồi. Mặc dù cái nón chưa đúng lắm, nhưng mà mình sẽ kiếm thêm đồng tiền cà chua để mình mua nha mấy bạn. Lúc đó mình sẽ trở thành một đầu bếp nấu ăn giỏi nhất thế giới luôn. Ui, cái đảo phía xa xa kia kìa mấy bạn. Ở trên đó có phải cục thịt không ta? Mà sao mình nhìn thấy cái màu đỏ đỏ, màu trắng trắng vậy? Không biết có phải cái miếng thịt mà con chim nó đang cần không nữa. Con chim á, nó đang nấu cái nồi lẩu ở trên miệng núi lửa á, mà nó đang cần một miếng thịt, nhưng mà nó tìm không có ra. Bây giờ Mario sẽ đi tìm nè. Bởi vì á, nghe nói tìm được miếng thịt thì sẽ được thưởng 3 năng lượng mặt trăng. Rồi, bạch tuộc lửa, cho mượn xíu nha. Rồi, bây giờ Mario đã biến thành con bạch tuộc lửa rồi. Con bạch tuộc lửa này á, nó chỉ sống được ở những chỗ nóng thôi. Còn tới cái chỗ mà bình thường á, là nó tiêu liền à. Cho nên cái nước này đang sôi nó đi được nè. Ý, đằng kia có đồng tiền cà chua kìa. Lượm lượm. Yeah, Mario còn thiếu 5 đồng mới mua được một cái nón. Nhưng mà bây giờ được 8 đồng rồi nè. Cho nên một xíu nữa mình sẽ quay lại để mình mua cái nón cho đủ thành một nguyên một bộ đầu bếp luôn nha. Đầu bếp là phải có mặc bộ quần áo rồi thêm cái mũ nữa mới đủ. Ai, trời ơi, cái con bạch tuộc lửa này nó chạy đâu mà quẹo qua quẹo lại vậy, khó bắt nó quá à. Yeah, bắt được rồi nha. Ai, trời ơi, phía xa xa là cái ụ gì mà cao quá vậy, bơi lên coi. Ồ, phía dưới này có 3 cái đồng tiền cà chua luôn. Lượm 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 lượm. Được 10 cái luôn nè. 11 cái. Wow, còn nguyên cái thành gì cao quá vậy ta. Lên trên đó thì bạch tuộc lửa đâu có sống sót được. Lúc đó phải biến thành Mario trở lại. Thôi, bây giờ mình chui dưới cái đường này, mình chui qua thử coi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đảo bên kia để mình kiếm miếng thịt. Mà để mình đoán nó mà mình không biết phải không nữa. Trời, hết đường đi rồi. Ê, bên kia thấy có đồng tiền cà chua kìa. Chắc phải nhảy qua đó rồi. Đi qua đó kiếm đồng tiền cà chua đi. Wow, trời ơi, đầu tiên tưởng 3 cái, ai nhà đâu là 5 cái luôn. Nhưng mà ở đây là đường cục rồi. Đường cục là không còn lối đi nào khác á, mình phải quay lại á mấy bạn. Gọi là đường cục dead end. À, thôi quẹo lại. Wow, trời ơi, cái này dễ lọt lắm nha. Lọt xuống một cái là thôi tiêu luôn á. Ra khỏi vương quốc này luôn. Wow, nóng quá. Trời ơi, không ngờ con bạch tuộc lửa nó sống ở cái nơi gì mà nó nóng dữ vậy trời. Rồi, bây giờ mình phải bơi qua cái chỗ cờ kìa. Chỗ này là chỗ để mình có lỡ mình bị tặng á, thì mình sẽ sống sót, hồi sinh lại ở chỗ đó. Ủa, ở đây nhiều bạch tuộc lửa quá. Ý, cái gì vậy ta? Ôi, bây giờ nhảy lên đây là mình phải biến lại thành mình nữa nha mấy bạn. Trời ơi, mém nữa hụt rồi. Hù hồn. Ý, ở đây có cái cửa nè. Hy vọng là mình lên được cái đảo đó. Lên. Wow, đúng rồi. Cái mà mình đoán đoán miếng thịt á, nó nằm múc ở trên cao đây nè. Bây giờ mình phải đu lên nè. Rồi, biến hình thành cái nĩa. Búng lên, lấy trứng. Yeah. Chuẩn bị nè. Đội nón cho nó một cái thì mình mới biến thành nó được. Yeah. Ui, cái này giống cái chéo đúng không? Nhưng mà khi mà mình búng cho nó là nó sẽ đẩy mình thêm một khúc nữa mấy bạn. Bây giờ mình phải canh. Mình đội cái nón được vô cái nĩa, mình mới biến hình thành cái nĩa nha. Hụt một cái là rớt liền. Lên. Wow, này khó nha. Trời ơi, cao quá. Ai mà sợ độ cao chắc xỉu luôn quá. Sao cao quá vậy? Ý da. Ý, có năng lượng mặt trăng ở trển kìa. Chưa thấy miếng thịt đâu nhưng mà thấy năng lượng mặt trăng là mừng rồi. Yeah, được 5 năng lượng mặt trăng rồi. Rồi, chui vô luôn. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Ê, trời ơi, nó sôi kìa, ghê quá. Bạch tuộc lửa, mượn xíu nha. Búng lên. Bạch tuộc lửa này chỉ sống ở những chỗ nóng thôi. Trời ơi, cái chỗ này nó nóng nhất luôn nè. Nó phun lên
lên kìa, nó sôi á, phun lên kìa. Wow, cái này mà mình lọt vô chắc mình bị bắn liền luôn các bạn, bởi vì mình sẽ bị bỏng á. Thôi tìm lối đi coi, có chỗ bên này à. Ý, chỗ này là cái gì vậy? Thôi, kìa quá, thôi mình đi xuống bên này trước đi. Trời ơi, cây nấm ma nè, mượn xíu nha. Thôi, cũng không giúp ích gì hết. Thôi, nấm ma đâu nhảy được đâu, Mario mới nhảy được. Thôi Mario tự đi luôn. Bạn nỉa, có biết miếng thịt ở đâu không vậy? Tại vì Mario cần lấy giải thưởng là những cái năng lượng mặt trăng. Kìa, miếng thịt ở trên đó, nhưng mà nó đang được ướp muối, chứ không ướp muối là nó sẽ bị hư. Hàng gì, mình thấy nó màu trắng trắng, mình cứ nghĩ ủa miếng thịt nào mà màu trắng chứ. Thì ra là nó được ướp muối. À, chắc nó mặn ngon ngon lắm đây. Rồi, biến thành tinh con rùa luôn. Mấy bạn thấy rùa Mario phóng chảo chưa? Bằng. Trời ơi, coi chừng nha, coi chừng con rùa lửa nha. Con rùa lửa là con rùa đỏ đó, nó ghê lắm á, nó hung dữ lắm. Còn mấy cái vàng là phô mai. Trời ơi, phô mai nhà mình không có ăn, còn ở đây hả, phô mai cục bự không à. Ý, mấy bạn ơi, năng lượng mặt trăng bị nhốt trong cái thùng này nè. Ôi, cái hộp này làm sao mà mở nó ra được đây? Nó bị bao phủ hết rồi. À, mình biết rồi, chắc là nó có một cái công tắc để mở ra được á. Thôi, bây giờ đi tìm công tắc thôi. Trời ơi, sao cái bà rùa đỏ này mới dí mình hoài vậy ta? Rùa lửa, đừng có dí nữa, trời ơi. Đập hết phô mai luôn. Đây là đảo phô mai mà, hàng gì toàn là phô mai không à. Mình đang đi tìm công tắc để mở cái hộp chứa cái năng lượng mặt trăng này mấy bạn ơi. Ý da, vẫn không có cái công tắc nào luôn. Đâu rồi ta? Trên kia còn nguyên một khối phô mai bự khổng lồ luôn. Đập. Ê, yeah, mấy bạn ơi, có được một cái nút rồi nè. Cái cần này là mình giặt một cái là bảo đảm luôn, nó sẽ mở cái hộp đó ra cho mình lấy năng lượng mặt trăng cho mà xem. Giặt, mấy bạn nhìn kỹ nha. Ủa, thấy chưa, nó được bung ra rồi kìa. Rồi, xuống lượm năng lượng mặt trăng thôi. Trời ơi, cái bà rùa bà trời chảo ghê quá. Yeah, mình có thêm một năng lượng mặt trăng nữa rồi. Yahoo. Ui, bây giờ đường đi đâu ta? Mario, nhấn cái nút màu xanh đó đi, nhấn mạnh lên. Ê, động đất kìa, chuyện gì vậy? À, thì ra nó mở một con đường để đưa mình đến cái chỗ lấy miếng thịt kìa. À, yeah, vậy là có đường đi rồi. Miếng thịt ướp muối nha, là thịt muối đó. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá. Thôi, để coi bây giờ mình đi hướng nào đây. Mình phải lấy cho được cái miếng thịt chứ. Bây giờ đi đường nào đây ta? Thôi, cuối cùng mình sẽ chọn là đi ở dưới nước sôi này luôn, bằng con bạch tuộc lửa. Bạch tuộc lửa nó đi được ở dưới này nè, chứ còn mình leo trèo á, dễ bị lọt xuống lắm. Mà lọt xuống dưới nước sôi là bị phỏng, bị tẳng liền à. Thôi, làm con bạch tuộc lửa đi. Wow, nhiều đồng tiền cà chua quá. Mấy bạn ơi, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, rồi 5 nè, rồi 6 nè, rồi 7 nè. Trời ơi, nhiều quá. Ủa, ở đây có cái nút nhạc là gì vậy ta? À, trò chơi. Trong vòng 10 giây, nếu mà mình lượm hết tất cả các nút nhạc, mình sẽ được thưởng năng lượng mặt trăng. Cố lên. Nhanh lên. Kịp không? Yeah, kịp rồi. Hứ hồn. Yeah, mình đã được một năng lượng mặt trăng nữa rồi. Vậy là mình đã được 7 năng lượng mặt trăng. Nhưng mà mình cần đến 18 cái lận. Ôi, phải tiếp tục. Ôi, mình bơi qua gần cái đảo có chứa miếng thịt rồi. Giờ bắt đầu mình đi lên nha. Rồi, ráng bơi qua, nước sôi quá à. Cũng may là con bạch tuộc lửa này nó chỉ sống được trong nước sôi thôi. Rồi, mở cửa chui vào thôi. Trời ơi, cái gì vậy?
vẫn phải đi nữa ba mấy bạn ơi, lên cầu thang luôn á. Là con đường nhọc nhằn quá vậy, khó quá. Bạch tuột lửa cho mượn xíu nha. Rồi nhảy. Trời ơi, cái này mà nhảy hụt một cái là lọt xuống luôn á mấy bạn. Ừ dạ, ở phía dưới nó xanh lè luôn kìa. Trời ơi, cái này nó còn chạy qua chạy lại nữa chứ, nguy hiểm quá. Hả, có cà chua nổ nữa. Ôi no no, ôi no no, ôi no 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 no. Ây da, này. Ui da, ui da, nguy hiểm quá. Đây là bạch tuộc lửa chỉ sống được ở trong cái nước mà cà chua nó bể ra thôi. Khi ra ngoài lại biến thành Mario rồi. Bây giờ phải đi tìm một cái con bạch tuộc lửa khác thôi, bởi vì mình đã bị mất rồi. Bạch tuộc lửa ơi, cho mượn nha. Rồi, đó, khi mình chui vô trong cái quả cà chua bị bẻ ra như này nè, nó đang nóng lắm, thì bạch tuộc lửa vẫn sống được. Rồi, lợi dụng nó để mình băng qua đây mới được. Lên, lên luôn, cỡ lên, cỡ lên. À, còn năng lượng mặt trăng bút qua trên cao luôn. Ai ai ai, hết rồi, chỗ này hết rồi, mình đi qua chỗ khác thôi. À, nhưng mà không đi được trên cạn, mình phải nhảy xuống những cái nước sôi này nè, bạch tuộc lửa mới sống sót được. Bên kia có một năng lượng mặt trăng nữa, nhưng mà đường đi khó quá. Thôi mình quay lại, mình đi hướng khác thôi, chủ yếu mình kiếm được cái miếng thịt mà. Wow, có đồng tiền cà chua nữa nè, lên luôn. Đâu rồi, đâu rồi, trời ơi, sao mà cái miếng thịt để ở cao quá vậy? Mấy bạn ơi, có ai thấy miếng thịt không vậy? Mình lên chưa đủ cao rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, gặp thêm bà rùa lửa nữa chứ. Bà đứng đây bà đợi, đợi nè. Rồi, biến hình thành cái nĩa, búng lên. Đó, cái nĩa nó búng hay lắm đó nha mấy bạn. Nó có trớn lắm đó nha. Ý, có cây cờ kìa, cây cờ chết boy. Yo, miếng thịt đây rồi. Trời ơi, mấy cái cắn cắn là muối á mấy bạn. Còn miếng thịt màu đỏ nè. Rồi, bây giờ mình phải phủi cho muối nó rớt ra hết. Yeah, ra miếng thịt rồi nè. Rồi, bây giờ mình phải làm cho con chim chú ý nữa nha. Nhảy cà tăng, cà tăng, cà tăng, cà tăng, cà tăng. Chim ơi, miếng thịt ở đây nè, chim ơi. Ôi, miếng thịt kia, bà đã thấy miếng thịt rồi. Trời ơi, ta tìm miếng thịt 10 ngày nay rồi mà không thấy. Thì ra là nó nằm ở đây. Yeah, cuối cùng ta có thịt để nấu nồi lẩu rồi. Ây, bây giờ mình sẽ bỏ miếng thịt vô nồi lẩu thôi. Tuy mấy bạn ơi, miếng thịt đang là Mario đó. Mario chuẩn bị nhảy ra, nếu không là bị phỏng liền. Nhảy. Cứu không? Ra. Bây giờ mình sẽ im lặng để mình lên mình lấy 3 năng lượng mặt trăng nha mấy bạn. Mình sẽ không cho con chim phát hiện ra. Dạ trời ơi, nước lẩu nó đang sôi nóng quá, nóng quá. A à, trời ơi. A à, rồi. Ui da, phỏng quá rồi. Nóng quá rồi. Tặng. Chết ba mạng luôn, tặng rồi mấy bạn ơi. Hồi sinh. Mình phải trả bằng tiền mình mới được hồi sinh á. Trong game thôi nha, chứ ngoài đời làm gì có sinh mạng để hồi sinh. Bị một cái là tặng luôn á, nên mấy bạn phải né nước sôi đi nha. Hoặc là gặp nước sôi phải có người lớn, giờ người lớn giúp cho mình. Rồi. Thôi bây giờ mình không đi qua trái bắp đâu, trái bắp nó lăn lăn nó trơn lắm. Mình đi lên mấy cái cục cá viên chiên này đi, hy vọng nó sẽ đỡ trơn hơn. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình lên đường này là mình lấy được 3 cái năng lượng mặt trăng á mấy bạn. Đừng để con chim phát hiện nha, con chim phát hiện là nó tức giận lên là tiêu liền á. Yeah, cuối cùng mình cũng lượm được 3 năng lượng mặt trăng rồi. Hả? Tại sao trong nồi lẩu của ta lại có một cái tên như vậy? Người dám làm dơ nồi lẩu của ta hả? Được lắm, ta sẽ phạt cho ngươi bay rớt xuống dung nham nóng chảy này cho ngươi phỏng luôn. Ôi trời ơi, sao có hoạt mạnh dữ vậy? Dạ. Thôi tiêu rồi. Đừng, dừng lại chim, dừng lại. À, rồi xong phim. Con chim nó hoạt mạnh quá, nó làm cho núi lửa phun trào mạnh hơn rồi. À. Chuyện gì vậy bé bự? Trời ơi, con chim nó quạt làm cho núi lửa phun mạnh lên rồi. Bây giờ nồi lẩu đang sôi hùng hục luôn. Nồi lẩu này á,
mà nó sôi mà nó trào ra, nó đổ xuống dưới đây thì dân làng tiêu hết. Ui, nguy hiểm vậy sao? Ui, đó là lỗi của mình. Mình phải tìm cách để làm cho núi lửa không phun trào lên trở lại mới được.